Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Đối với những anh em nào mà thường xuyên sử dụng CPU của Intel thì chắc chắn không còn lạ gì với hệ thống tản nhiệt stock của Intel. Chúng ta có những hệ thống tản nhiệt stock mà bao nhiêu năm nhìn trông vẫn giống hệt nhau, cải tiến qua từng thế hệ thì có. Chúng ta có những hệ thống tản nhiệt ngày xưa là sử dụng lõi nhôm và lên dần là lõi đồng và thay đổi những hình thức thiết kế bên ngoài. Thì với thế hệ thứ 12 của Intel, chúng ta vẫn có những cái cải tiến như vậy. Cụ thể là cái thiết kế của sản phẩm đã khác đi, còn về mặt lõi thì vẫn giống hệt nhau bởi vì công nghệ lõi là phải giữ nguyên và theo từng năm tháng. Về mặt cơ bản, những anh em nào mà đang sử dụng những mẫu CPU của Intel chuyên dụng dành cho chơi game từ i3 trở xuống này, tức là i3, Pentium và Xeon, thông thường thì sẽ sử dụng luôn cái hệ thống tản nhiệt stock ở bên trong để có thể đảm bảo được là cái mức chi phí bộ PC ở trong cái mức giá tốt nhất có thể. Còn đối với anh em nào mà sử dụng CPU cao hơn từ CPU Intel Core i5 trở lên, i5, i7 và i9 thì đều quan tâm và sử dụng hệ thống tản nhiệt rời bên ngoài, bởi vì đây là những mẫu CPU có cái lượng nhân nó lớn hơn, cái dung dịch hoạt động cũng cao hơn, thì qua đấy khi mà sử dụng những hệ thống tản nhiệt bên ngoài thì sẽ đảm bảo được cái vấn đề về nhiệt năng tốt hơn. Qua từng năm đi, chúng ta có những mẫu CPU Intel Core i3, i5, i7 và i9 với cái dòng non ca, kích thước phù hợp là giống hệt nhau, chúng ta chỉ có thay đổi hình một chút hình thức ở bên ngoài này và cách đánh số, còn hệ thống tản nhiệt bên trong là giống hệt nhau. Nhưng với thế hệ thứ 12 của Intel, cụ thể là Intel Core 9 12900F, chúng ta đã có được hệ thống tản nhiệt khác. Lý do vì sao lại khác, bởi vì là lúc đầu khi mà mình mới sờ đến cái vỏ hộp của i9 này thì nghĩ rằng chắc là hệ thống tản nhiệt bên trong trông cũng giống nhau thôi, chẳng qua là chúng ta làm một cái vỏ to hơn để giúp cho sản phẩm trông hầm hố hơn. Thế nhưng thực tế thì không phải, chúng ta đã có được một hệ thống tản nhiệt dành cho i9 stock tốt hơn khi so với hệ thống tản nhiệt khác. Về mặt thực tế thì chúng ta nhìn qua về cả thiết kế thì vẫn giữ nguyên cái form thiết kế khi so với thế hệ thứ 12. Tuy nhiên, những cái viền xung quanh thay vì được làm từ nhựa thì bây giờ đã được làm từ kim loại, và có thêm một chi tiết nữa mà trước giờ chưa từng có, đấy là LED RGB, bởi vì những sản phẩm bây giờ hầu hết đều có LED RGB. Một điểm đặc biệt mà mình thấy được ở trên tản nhiệt stock của Intel dành cho Intel Core i9, đấy là cái logo của Intel bây giờ đã được phát sáng. Nếu như anh em nghĩ rằng là CPU logo có cái logo của Intel ấy thì sẽ bị quay tít thò lò luôn, thế nhưng không, logo ở đây có LED và không xoay, thì chúng ta có thể can thiệp trực tiếp khi đang xoay này. Đấy, mình có thể xoay ngược logo của Intel luôn, logo sẽ chỉ bị rung nhẹ một chút và sẽ không xoay theo cùng cái quạt. Và đây cũng là một cái để giúp cho anh em có thể đặt tản nhiệt bất kỳ hướng nào mà anh em mong muốn. Sau đây chúng ta điều chỉnh logo để có thể nhìn thấy được thông qua cái mắt nhìn của chúng ta. Còn về mặt thực tế thì sao? Khen như vậy rồi, yếu tố sử dụng mới là điều mà anh em quan trọng nhất. Mình sẽ xét trên cái khía cạnh là về mặt thông số của Intel Core i9 12900F, thì đây là một mẫu CPU vẫn có 16 nhân và 24 luồng xử lý. Về mặt cái lượng nhân P-core và E-core là vẫn giống hệt nhau. Về mặt xung nhịp thì xung nhịp sẽ thua 0.1GHz khi so với Intel Core i9 12900K, thế nên mình sẽ đánh giá là tương đương nhau về cái mức điện năng tiêu thụ. Thì cụ thể với Intel Core i9 12900K, chúng ta sẽ có mức điện năng thông thường rơi vào khoảng từ 241W đến 280W, thì với 12900F thì cái mức điện năng tiêu thụ cũng sẽ gần tương đương như vậy. Thì mình cứ lấy luôn con số là 233W đi cho anh em cảm thấy gọi là thoải mái. Thì khi mà anh em sử dụng với hầu hết những cái tác vụ, kể cả chơi game, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được cái mức điện năng đấy, và chúng ta phải sử dụng stress test này hoặc là một số ứng dụng chuyên dụng thì mới có thể đẩy được cái mức điện cao đến như vậy. Còn khi mà chúng ta chơi game, cái mức điện tiêu thụ chỉ khoảng là 100W điện. Cho dù là một hệ thống tiêu thụ 100W điện dành cho CPU thì những hệ thống tản nhiệt cũ vẫn không thể tản nhiệt được, do cái TDP mà những hệ thống tản nhiệt nhỏ nhỏ ấy có thể đáp ứng được là 85W. Thế nhưng với hệ thống tản nhiệt mới hơn thì cái mức nhiệt độ của CPU là 80 độ C. Theo như anh em thì đây có phải là mức nhiệt độ cao hay không? Theo như mình đánh giá thì đây không phải là một mức nhiệt độ cao. Nếu chúng ta xét trên khía cạnh, đây là một hệ thống tản nhiệt stock và phục vụ chủ yếu dành cho nhu cầu là khi mà chúng ta mua về, chúng ta chưa có tản và chúng ta lắp vào và sử dụng thì vẫn có thể đáp ứng được với nhu cầu chơi game ở trên độ phân giải là 2K. Với độ phân giải 4K thì mình nghĩ cũng sẽ chơi được thôi. Tuy nhiên thì lúc đấy CPU sẽ hoạt động mạnh hơn một chút thì cái mức nhiệt tỏa ra cũng sẽ khác biệt đi, cũng có thể rơi khoảng chừng 85W. Nếu như anh em nào đã thử rồi thì có thể để lại ý kiến ở cái dưới bình luận để cho mình được biết. Thì với cái mức tản nhiệt như vậy thì khi mà anh em mua về và sử dụng, chúng ta sẽ có thể gọi là dùng được trong một khoảng thời gian ngắn. Tất nhiên thì anh em nào mà muốn sử dụng tốt nhất CPU Intel Core i9, chúng ta vẫn cần phải sử dụng hệ thống tản nhiệt rời, cụ thể là tản nhiệt nước All-in-One là tối thiểu thì mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Còn nếu như mà mình thấy mà thực sự Intel nên làm, đó chính là mang hệ thống tản nhiệt này quay về những dòng như Intel Core i7, Core i5, thì lúc đấy sẽ mang cái ý nghĩa sử dụng cao hơn rất nhiều, bởi vì những người dùng Intel Core i5, Core i7 mà có được hệ thống tản nhiệt giống như này thì khi đấy cả
cái trải nghiệm sử dụng người dùng là rất tốt, người ta dùng sẽ mát mẻ và vui vẻ hơn. Thế nên nếu như anh em nào mà có Intel Core i9 ấy, có thể bán lại hoặc là mang tặng cho anh em nào mà sử dụng CPU dòng thấp hơn, thì qua đấy để chúng ta tăng cường cái tính anh em hơn. Và mình thấy cái công thiết kế ở đây chúng ta vẫn lắp ngược lên được những dòng thấp hơn nhá, vẫn có khả năng điều chỉnh. Anh em nào dùng có thể mua được thì cứ mua đi nhá. Vậy thì anh em đánh giá sao về hệ thống tản nhiệt mới của Intel dành cho Intel Core i9? Nếu là anh em có sử dụng hay không, đừng quên để lại ý kiến ở dưới bình luận video. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.